Thưa quý vị, chiều nay ngày 6 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký Ban An ninh Quốc gia Nhật Bản Akiba Takio đang có chuyến thăm Việt Nam. Thủ tướng đánh giá chuyến thăm rất có ý nghĩa, đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng khẳng định trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam Nhật Bản luôn ở vị trí ưu tiên cao. Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung, ủng hộ và mong muốn Nhật Bản phát huy vai trò đóng góp ngày càng tích cực ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng cho biết, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế theo thủ tướng phạm minh chính tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng phức tạp khó lường với nhiều thách thức mới tác động trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển trong đó có việt nam đặt ra yêu cầu hai nước cần tăng cường quan hệ phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác và phối hợp chặt chẽ hơn về các vấn đề chiến lược ở khu vực chung tay góp phần xử lý các vấn đề mang tính toàn cầu toàn dân Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp tổ chức tốt các sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản trên tinh thần tình cảm chân thành, tin cậy, thực chất hiệu quả. Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong được đón nhà vua và các lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản sang thăm Việt Nam trong năm 2023. Thông qua ngài Tổng thư ký, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới nhà vua Hoàng hậu, các thành viên hoàng gia, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Nhật Bản. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và người Nhật Bản tại Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc, phát huy vai trò cầu nối, đóng góp tích cực hơn nữa cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Tổng thư ký Ban an ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản rất đặc biệt, có vai trò quan trọng. Cảm ơn Thủ tướng của Thủ tướng trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ông Akiba Takeo cho biết, phía Nhật bản mong muốn tăng cường quan hệ hơn nữa với Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio mong muốn sớm được gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ hoàn toàn ủng hộ các đề xuất chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp và sẽ báo cáo với các nhà lãnh đạo Nhật Bản, phối hợp với các cơ quan chức năng của hai nước để triển khai tiếp tục đóng góp để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước lên tầm cao mới. Ông cũng đánh giá cao và cho biết phía Nhật Bản đã tham khảo, học hỏi được nhiều điều từ đường lối đối ngoại hội nhập của Việt Nam tin tưởng vị thế và uy tín của Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao, đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật, đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương trong quan hệ quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới, bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không trên biển, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.